Truyền thông phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, bà Huỳnh Thị Kim, 74 tuổi, đến từ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã trải qua một hành trình đầy đau đớn và gian khổ với căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối đã di căn sang ổ bụng. Những cơn đau bụng dữ dội vào ban đêm đã hành hạ bà Huỳnh Thị Khiêm, khiến bà cảm thấy như thể tâm can mình bị xé nát và sự mệt mỏi ngày càng gia tăng. Gia đình bà Huỳnh Thị Khiêm đã tìm kiếm mọi phương pháp hỗ trợ điều trị từ Tây y đến Đông y, trong hy vọng cứu lấy tính mạng bà, nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Trong những giây phút đầy tuyệt vọng, bà Huỳnh Thị Khiêm đã biết đến phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí như một ánh sáng hy vọng giữa đêm tối. Dù tình trạng bệnh của bà Huỳnh Thị Khiêm đã ở giai đoạn muộn, nhưng tại phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, các thầy thuốc tại phòng khám đã xem xét hồ sơ bệnh án của bà Huỳnh Thị Khiêm và lên kế hoạch hỗ trợ điều trị tích cực. Họ không chỉ sử dụng các phương pháp y học cổ truyền, mà còn áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong việc hỗ trợ điều trị các trường hợp ung thư phức tạp. Sự hỗ trợ và chăm sóc của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên đã đem lại cho bà Huỳnh Thị Khiêm và gia đình niềm tin và hy vọng mới. Phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết sẽ đồng hành cùng với bà Huỳnh Thị Khiêm trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư quái ác, mang đến cho bà sự chăm sóc tận tình và các phương pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất có thể. Với sự quyết tâm và nỗ lực của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, bà Huỳnh Thị Khiêm có thêm cơ hội chiến đấu và duy trì niềm hy vọng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Sự việc này không chỉ phản ánh khả năng và sự tận tâm của phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ được điều trị ung thư miễn phí, mà còn là minh chứng của sức mạnh của niềm tin và hy vọng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, phòng khám Cha Từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ được điều trị ung thư miễn phí được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ bánh mì cho người nhà bệnh nhân, hỗ trợ cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân ung thư vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Xin trân trọng. Dạ, xin thưa cộng đoàn, tôi là Huỳnh Thị Khiêm ở từ Cam Ranh, vô tạm trú ở Sài Gòn với các con. Dạ, đầu tiên là tôi đi vào Đại học Y Dược. Tôi khám tổng quát hết. Nó bảo tôi là có một bị chấn sơ thôi. Rồi nó đã giới thiệu tôi vào ông bướu. Ông bướu nó khám, nó bảo tôi là có một vết ở trong buồng trứng mà tôi yếu quá không ngủ được. Bây giờ gia đình chúng tôi lên mạng xem Cha Tường để tôi hôm nay đi nhờ để hội tình thương giúp đỡ cho tôi bớt bệnh. Và tôi mới vào thì tôi thấy hôm nay có nhiều tình thương, mến thương, nhớ ơn Chúa giúp tôi vui. Tôi cũng tin chắc là như vậy. Niềm tin thì tôi tin chắc hay là tôi khỏi bệnh, tin tuyệt đối á. Xin thưa là tôi có 6 người con, 7 người con, mất 1 người, còn 6 người. 6 người hiện giờ có một anh nó là 52 tuổi, 53 tuổi ở bệnh tâm thần, ở Thủ Đức, ở nhà dòng Đồng Công. Rồi còn một con thứ ba nữa là hiện là ngồi đây, người con thứ năm là ở nhà thờ Khiết Tâm, người con thứ sáu là ở quận 12 kia, người con thứ bảy là cũng ở dưới Long Thành luôn. Tôi và chồng tôi ở giáo xứ Nghĩa Phú, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ở ngoài đó có hai vợ chồng thôi, không có con, nó mời vợ đại biết mà. Ông tôi cứ thích ở quê, thì tôi bị bệnh, thì ông tôi bảo là vào Sài Gòn chữa bệnh.
Từ đây đến bây giờ đến khi mới đến nay đây, tâm sự của gia đình là như vậy. Lúc đầu là tôi có một bà chị bạn, bà hồi cha còn sống, bà thân thiện, bà đi tới luôn, bà chữa bệnh, rồi bà bảo thôi thì đi đến đây, mở YouTube, hồi tôi ở trên đại học y dược á, bà bảo cứ mở phòng khám cha tường lên đi rồi mà xem. Thì mấy ngày nay chị cứ cơ động tôi đến đây để gặp thầy, gặp thuốc và uống thuốc ở lại ít nhất là một tháng. Em cứ xuống đến đó đi. Em cứ đến đó đi, em tin tưởng đi, và Chúa thì Chúa sẽ giúp cho em bớt bệnh. Nghe nói là uống nước, là ăn cỏ cây, rồi uống nước, rồi ăn những cái mà của bác sĩ ở đây cho. Đúng không? Ăn cháo. Ăn cháo, dạ đúng rồi. Không cháo được. Muốn ăn cái gì thì phải trình bác sĩ rồi mới được ăn. Dạ, thì thấy ở đây sống vui, sống mạnh thật á, có ơn Chúa lắm. Tôi thấy lên lúc mà ra về đó là một cái lễ hay là được mười mấy người đó để ra về tạ ơn Chúa rồi ra về á, tôi thấy rất là phấn khởi. Coi trên mạng á con. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương. Luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, tâm tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương. Luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành,
giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành,
cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.